chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite thuộc tập đoàn Amway. Mục tiêu của khóa học này là giúp bạn hiểu rõ về bột đường, hiểu quá trình tiêu hóa và hấp thu chất bột đường vào cơ thể, nắm bắt các thành phần, ưu điểm của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những nội dung chính sau đây. Đầu tiên là kiến thức về năng lượng cơ thể. Thứ hai là về bột đường, hay còn gọi là carbon hydrate. Thứ ba là tiêu hóa và hấp thu chất bột đường. Và cuối cùng là về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB+. Plus. Hãy hình dung bạn đang đứng trước một bàn tiệc đầy những chiếc bánh ngọt thơm lừng, những chiếc bánh quy giòn, những ly kem, chiếc kẹo với các màu sắc hấp dẫn, những ly trà sữa, nước ngọt mát lạnh. Bạn có muốn ăn không? Tâm lý của chúng ta sẽ không dám ăn vì đây là những thức ăn giàu năng lượng khiến chúng ta tăng cân tích mỡ rất nhanh chóng trong quá trình sống của mình cơ thể luôn đòi hỏi năng lượng từ thực phẩm để xây dựng các tế bào và cho tất cả các hoạt động của cơ thể ở phần đầu tiên mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về năng lượng cơ thể và lý do tại sao chúng ta ăn thức ăn giàu năng lượng lại dễ tăng cân tích mỡ nhé cơ thể chúng ta cần năng lượng để đảm bảo quá trình sống hoạt động và phát triển của cơ thể Tất cả tế bào cần năng lượng để chuyển hóa và cơ thể cần năng lượng cho nhu cầu vận động hàng ngày. Các yếu tố chính góp phần tiêu hao năng lượng mỗi ngày bao gồm 50% đến 60% năng lượng cho chuyển hóa cơ bản. Đây là năng lượng tối thiểu dùng để cung cấp cho hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp, chuyển hóa, bài tiết, hoạt động trao đổi chất của tế bào và mô khi cơ thể ở trạng thái không hoạt động thể lực lẫn tinh thần. 20% đến 30% năng lượng cho các hoạt động thể lực, 10% năng lượng cho tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa các chất dinh dưỡng, mỗi người, mỗi độ tuổi, mỗi giới tính, mỗi loại hình lao động đều có năng lượng tiêu hao khác nhau. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, nhu cầu khuyến nghị năng lượng cho người Việt Nam trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 69 tuổi như sau. Với những người có hoạt động thể lực nhẹ như cán bộ, nhân viên văn phòng, giáo viên, vân vân, nhu cầu năng lượng mỗi ngày từ 1.700 đến 2.200 calo Với những người có hoạt động thể lực trung bình như sinh viên, công nhân công nghiệp nhẹ, đánh bắt cá, thủy sản, vân vân, nhu cầu năng lượng mỗi ngày từ 1.980 đến 2.570 calo Với những người có hoạt động thể lực nặng như lao động nông nghiệp trong vụ thu hoạch, vận động viên thể thao, công nhân xây dựng, thợ rèn, kéo xe ba gác, vân vân, nhu cầu năng lượng mỗi ngày từ 2260 đến 2940 kcal. Để cung cấp năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống của cơ thể, chúng ta sử dụng thức ăn là nguồn năng lượng nạp vào. Thức ăn chứa các chất dinh dưỡng sinh năng lượng như chất bột đường hay còn gọi là glucid, carbon hydrate, chất béo hay còn gọi là lipid, chất đạm hay còn gọi là protein, protein và chất cồn hay còn gọi là alcohol. Sau khi trải qua quá trình tiêu hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng sẽ cung cấp cho cơ thể năng lượng tương ứng như sau. Một gram bột đường cung cấp 4 kilocalo, một gram chất béo cung cấp 9 kilocalo, một gram chất đạm cung cấp 4 kilocalo và một gram chất cồn cung cấp 7 kilocalo. Sự cân bằng năng lượng diễn ra khi năng lượng nạp vào bằng với năng lượng tiêu hao. Khi năng lượng nạp vào nhiều hơn năng lượng tiêu hao sẽ dẫn đến tích lũy, dự trữ năng lượng. Năng lượng dư thừa được dự trữ trong các tế bào mỡ khiến cho các tế bào mỡ gia tăng về kích thước và số lượng. Chính vì vậy, khối mỡ trong cơ thể sẽ tiếp tục gia tăng nếu chúng ta thường xuyên dư thừa năng lượng. Dư thừa 7.000 kcal năng lượng sẽ khiến cho cơ thể gia tăng một ký mỡ. Chất bột đường, carbon hydrate là nguồn cung cấp năng lượng chính của cơ thể với hơn 50% năng lượng của khẩu phần do bột đường cung cấp. Dư thừa năng lượng do ăn quá nhiều bột đường hoặc lựa chọn thức ăn chứa bột đường không đúng cách là nguyên nhân phổ biến làm cơ thể tăng cân. Vậy chất bột đường là gì? Ở phần 2 của khóa học, mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về chất bột đường carbon hydrate. Chất bột đường gồm các loại lương thực, đường và chất xơ ở các loại rau củ quả. Chất bột đường là một hợp chất hữu cơ bao gồm ba nguyên tố chính là carbon, hydro và oxy. Đa số các chất bột đường trong thực phẩm được cấu trúc từ các phân tử đường có 6 carbon C6H12O6, trong đó gluco là loại đường quan trọng nhất với sự sống. Trong thực phẩm các phân tử đường ít khi tồn tại ở dạng độc lập mà kết nối với nhau thành các chuỗi dài như tinh bột. Khi các chuỗi phân tử đường này đi vào hệ tiêu hóa, quá trình tiêu hóa sẽ cắt các chuỗi gluco này thành các phân tử gluco đơn lẻ và đây chính là dạng hấp thu của chất bột đường tại thành ruột. Khi được hấp thu vào cơ thể, chất bột đường có những vai trò sau đây. Cung cấp năng lượng. Chất bột đường cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Một gram bột đường cung cấp cho cơ thể 4 kcal. Có ba loại tế bào trong cơ thể chỉ sử dụng chất bột đường làm nguyên liệu sinh năng lượng như tế bào não, tế bào hồng cầu và tế bào cơ. Vì vậy, chất bột đường cần thiết cho cả hoạt động thể lực lẫn các hoạt động trí tuệ. vai trò tạo hình chất bột đường tham gia cấu trúc tế bào dưới dạng kết hợp với các nguyên tố khác như phosphor, lipid, vân vân. điều hòa hoạt động của cơ thể. bột đường liên quan chặt chẽ với chuyển hóa chất béo. khi cơ thể dư thừa bột đường, bột đường dư thừa sẽ được chuyển thành chất béo tích lũy trong các mô mỡ của cơ thể. ngược lại, khi bột đường trong cơ thể không đầy đủ cơ thể tạo bột đường từ chất béo. Cung cấp nguồn chất xơ. Chất xơ làm khối thức ăn lớn hơn, do đó tạo cảm giác no, tránh việc tiêu thụ quá nhiều chất sinh năng lượng và tốt cho hệ tiêu hóa. Chất bột đường được phân thành hai nhóm chính đó là bột đường đơn giản và bột đường phức tạp. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, năng lượng do bột đường cung cấp dao động trong khoảng 55-65% đến năng lượng tổng số, trong đó bột đường đơn giản chiếm 30% bột đường phức tạp chiếm 70%. Vậy bột đường đơn giản và bột đường phức tạp là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bột đường đơn giản là chất bột đường có dưới hai phân tử đường đơn trong cấu trúc bao gồm đường đơn, đường một phân tử, gluco, có lượng rất nhỏ trong rau và quả, fructo, có nhiều trong các rau, quả và mật ong, galacto, có ở trong sữa, đường đôi, đường hai phân tử, mato bao gồm hai phân tử gluco mato có trong mạch nha lúa mì và lúa mạch sucro bao gồm hai phân tử gluco và fructo đường sucro có nhiều ở trong mía và củ cải đường lacto bao gồm hai phân tử gluco và galacto đường lacto chỉ có trong sữa và các sản phẩm từ sữa trong khi đó bột đường phức tạp là loại đường có từ trên hai phân tử đường đơn trong cấu trúc các phân tử đường đơn kết nối với nhau thành chuỗi dài gồm tinh bột là dạng dự trữ gluco ở thực vật. Tinh bột bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phân tử gluco kết nối với nhau. Tinh bột là thành phần chính trong khẩu phần ăn có nhiều lương thực như ngũ cốc, khoai, ngô, các loại đậu, vân vân. Trong cơ thể người, tinh bột là nguồn cung cấp gluco chính. Glycogen là dạng dự trữ gluco ở động vật bao gồm cả trong cơ thể người. Glycogen thường không phải là nguồn cung cấp chất bột đường chính trong cơ thể, nhưng đóng vai trò là dạng dự trữ được sử dụng đầu tiên khi cơ thể cần năng lượng. Chất xơ Chất xơ là một chuỗi dài các phân tử gluco, nhưng không được tiêu hóa và không hấp thu vào máu. Vì vậy, không cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bột đường không lành mạnh bao gồm Bột đường phức tạp có ở các thực phẩm chế biến. Tiếng Anh gọi là processed food, như gạo trắng, bánh mì trắng, mì ống, và các sản phẩm làm từ bột mì, vân vân. Bột đường đơn giản có ở các thực phẩm chế biến như kẹo, bánh quy, bánh ngọt, nước ngọt, soda, nước tăng lực, vân vân. Bột đường lành mạnh bao gồm bột đường phức tạp có ở các thực phẩm toàn phần, tiếng Anh gọi là whole food, là các loại thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến một cách ít nhất có thể như ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, ngô, yến mạch, lúa mì, vân vân các loại đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu phộng, đậu nành, vân vân. Các loại rau củ giàu tinh bột, cà rốt, khoai lang, củ dền, khoai tây, bí đỏ, củ cải, vân vân. Bột đường đơn giản có ở các thực phẩm toàn phần như sữa, trái cây và rau quả. Thực phẩm chế biến được xem là bột đường không lành mạnh vì cung cấp nhiều lượng đường nhưng lại ít chất xơ, vitamin và khoáng chất. Thực phẩm toàn phần được xem là bột đường lành mạnh vì thường có nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất nên không làm tăng đường huyết đột ngột và làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Bạn có thấy sự khác biệt về khối lượng thức ăn của hai nhóm thực phẩm chế biến và thực phẩm toàn phần? 200 kcal bánh muffin và 200 kcal cần tây, 200 kcal bánh hamburger và 200 kcal bông cải xanh, 200 kcal khoai tây chiên và 200 kcal ớt chuông, 200 kcal kem và 200 kcal kiwi, 200 kcal bánh nhân mứt và 200 kcal nho. Chúng ta thấy rằng cùng mức năng lượng nhưng khối lượng thực phẩm chế biến nhỏ hơn nhiều lần so với thực phẩm toàn phần, khiến cho chúng ta ăn nhiều thực phẩm chế biến một cách dễ dàng, dẫn đến dư thừa năng lượng mà chúng ta không hề hay biết. Điều này cho thấy Thực phẩm chế biến chứa bột đường không lành mạnh là loại thực phẩm giàu năng lượng, ít dưỡng chất, là nguyên nhân gây tăng mỡ cơ thể, tăng mối nguy béo phì và các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, rối loạn mỡ máu, vân vân. Chính vì vậy, chúng ta cần xây dựng thói quen sử dụng bột đường hợp lý, giúp tăng cường sức khỏe bằng cách hạn chế dùng bột đường không lành mạnh và tăng cường dùng bột đường lành mạnh. Sau đây là các bí quyết để thực hiện hạn chế sử dụng bột đường không lành mạnh bằng cách Kiểm soát lượng đường trong các thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày Theo khuyến cáo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam Mỗi ngày chúng ta nên ăn ít hơn 5 đơn vị đường một đơn vị đường bằng 5 gram đường, 8 gram kẹo lạc, 6 gram mật ong Uống nước lọc, đọc nhãn thực phẩm đóng gói để theo dõi lượng đường Tránh hoặc hạn chế các thực phẩm chế biến như nước trái cây đóng hộp nước ngọt, soda, nước tăng lực, trà sữa, mật ong, vân vân. Tăng cường sử dụng bột đường lành mạnh, lựa chọn thực phẩm chứa đường tự nhiên như rau củ quả tươi, chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Lưu ý nên ăn trực tiếp hoa quả, hạn chế chế biến thành nước ép vì lượng đường trong nước ép sẽ hấp thu nhanh vào máu. Ăn ngũ cốc toàn phần như bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, bột yến mạch thay cho bánh mì trắng, gạo trắng, mì ống, vân vân. Người Việt Nam chúng ta với thói quen ăn nhiều cơm, thích ăn ngọt, thường hay sử dụng đường trong chế biến thức ăn, pha chế các loại thức uống, vân vân, dẫn đến việc sử dụng chất bột đường không đúng cách, ảnh hưởng đến sức khỏe. Để có thể kiểm soát được lượng đường vào trong cơ thể, chúng ta cần hiểu cách thức tiêu hóa và hấp thu bột đường. Mời bạn đến với phần 3 của khóa học mang tên tiêu hóa và hấp thu bột đường các loại bột đường mà chúng ta ăn vào hàng ngày có khả năng được tiêu hóa và hấp thu như tinh bột, sucro, tô, gluco, fructo các enzyme tiêu hóa các chất bột đường như enzyme alpha amila trong nước bọt, dịch tụy, enzyme alpha glucosida, manta, sucra, galacta vân vân được tiết ở tế bào niêm mạc ruột khi ăn chất bột đường các enzyme này sẽ thủy phân chuỗi dài thành chuỗi ngắn hơn, chuỗi ngắn thành đường đôi và cuối cùng thành đường đơn. Quá trình này bắt đầu ở miệng khi nhai chậm thức ăn trong miệng. Thức ăn giàu tinh bột sẽ kích thích tiết enzyme tiêu hóa alpha amila trong nước bọt. Enzyme alpha amila bắt đầu thủy phân tinh bột thành chuỗi ngắn hơn và thành đường đôi mang tô. Ở giai đoạn này, chỉ có 5% tinh bột bị phá vỡ. Khi thức ăn tinh bột qua dạ dày và tiến vào ruột non, tùy tiết ra enzyme alpha amila tiếp tục tiêu hóa tinh bột thành chuỗi ngắn hơn rồi thành đường đôi mang tô tế bào niêm mạc ruột non sẽ tiết ra các enzyme tiêu hóa như alpha glucosida giúp tiêu hóa đường đôi thành đường đơn đường đôi mang tô thành hai phân tử đường đơn gluco đường đôi sucro thành đường đơn fructo và đường đơn gluco các phân tử đường đơn này được hấp thu vào máu theo tĩnh mạch cửa đến gan tại gan Đường fructose được chuyển thành gluco và tiếp tục được vận chuyển vào các tế bào trong cơ thể. Tại Amway, các nhà khoa học Nutrilite đã có phát minh được cấp bằng độc quyền sáng chế về việc ứng dụng các dưỡng chất giúp ức chế hoạt động của hai enzyme tiêu hóa bột đường, đó là enzyme alpha amila và enzyme alpha glucosida từ đó hạn chế sự tiêu hóa và hấp thu của ba loại bột đường bao gồm tinh bột, đường đôi manto và đường đôi sucrose. Khi sử dụng 3 viên sản phẩm có ứng dụng các dưỡng chất này, cùng với chế độ ăn giàu bột đường giúp hạn chế hấp thu chất bột đường lên đến 500 kcal, từ đó giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Vậy đó là các dưỡng chất nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Chiết xuất phaseolamin từ đậu Tây Để tiêu hóa được tinh bột thành đường đôi măng tô, cần có sự tham gia của enzyme alpha amila được tiết ra từ tuyến tụy. Chiết xuất phaseolamin từ đầu tây giúp ức chế hoạt động enzyme alpha amila, từ đó giảm việc tiêu hóa tinh bột thành đường đôi mang tô, hạn chế hấp thu năng lượng từ tinh bột, chiết xuất từ đầu nành để tiêu hóa được đường đôi mang tô thành hai phân tử đường đơn gluco và đường đôi sucro thành đường đơn gluco và đường đơn fructo cần có sự tham gia của enzyme alpha glucosida được tiết ra từ tế bào niêm mạc ruột non. Chiết xuất từ đầu nành giúp ức chế hoạt động enzyme alpha glucosida, từ đó giảm việc tiêu hóa đường đôi maltose tô và đường đôi sucrose, giúp hạn chế hấp thu năng lượng từ đường. Mùi tây cô đặc thông qua ức chế hoạt động của các enzyme tiêu hóa có thể khiến cho tinh bột không được tiêu hóa lên men và sinh khí. Chính vì vậy, việc bổ sung mùi tây cô đặc giúp giảm sự hình thành khí trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, mùi tây cô đặc giúp cung cấp dưỡng chất thực vật mang lại hiệu quả chống oxy hóa cho cơ thể. Và giờ đây, chúng ta có thể quản lý cân nặng đơn giản và tiện lợi bằng cách hạn chế hấp thu chất bột đường với giải pháp an toàn, hiệu quả. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB+. Mời bạn đến với phần 4 của khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB+. Bổ sung 3 viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB+, mỗi ngày giúp cung cấp 500mg chiết xuất đậu tây. 300mg chiết xuất đậu nành, 30mg mùi tây cô đặc với các thành phần đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus bổ sung cho chế độ ăn, giúp làm chậm quá trình chuyển hóa và hạn chế hấp thu chất bột đường từ thức ăn. Đối tượng sử dụng cho sản phẩm này là người lớn từ 18 tuổi trở lên. Với cách dùng như sau: uống mỗi lần từ 1 đến 3 viên ngay khi bắt đầu bữa ăn có chứa bột đường, không được vượt quá 9 viên mỗi ngày. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô mát tránh ánh sáng trực tiếp và đóng chặt nắp sau khi sử dụng chú ý để xa tầm tay của trẻ em thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh sản phẩm không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm phụ nữ có thai hoặc cho con bú hoặc người đang điều trị bệnh bao gồm bệnh tiểu đường và hạ đường huyết nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng không sử dụng hương liệu nhân tạo màu và chất bảo quản mời bạn cùng điểm lại các ý chính trong khóa học tiêu hóa và hấp thu bột đường. Bột đường, nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Một gram bột đường cung cấp 4 kcal. Dư thừa năng lượng từ bột đường là nguyên nhân phổ biến gây thừa cân, béo phì. Phân loại bột đường. Theo cấu trúc, bột đường gồm có bột đường đơn giản, đường đơn, đường đôi và bột đường phức tạp, tinh bột, chất xơ. Theo tác động sức khỏe, bột đường gồm có bột đường không lành mạnh có ở thực phẩm chế biến và bột đường lành mạnh có ở thực phẩm toàn phần. Dưỡng chất hạn chế hấp thu bột đường. Chiết xuất faseolamin từ đậu tây giúp ức chế hoạt động enzyme alpha amila được tiết ra từ tuyến tụy, giảm việc tiêu hóa tinh bột thành đường đôi, hạn chế hấp thu năng lượng từ tinh bột. Chiết xuất từ đậu nành giúp ức chế hoạt động enzyme alpha glucosida được tiết ra từ tế bào niêm mạc ruột non, giảm việc tiêu hóa đường đôi thành đường đơn, hạn chế hấp thu năng lượng từ đường. Mùi tây cô đặc giúp giảm sự hình thành khí trong đường tiêu hóa, cung cấp dưỡng chất thực vật, mang lại hiệu quả chống oxy hóa cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus Thành phần 3 viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus cung cấp 500mg chiết xuất đầu tây, 300mg chiết xuất đầu nành, 30mg mùi tây cô đặc, công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus bổ sung cho chế độ ăn giúp làm chậm quá trình chuyển hóa và hạn chế hấp thu chất bột đường từ thức ăn. Uống mỗi lần từ 1 đến 3 viên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe CB Plus ngay khi bắt đầu bữa ăn có chứa bột đường là giải pháp hỗ trợ quản lý cân nặng đơn giản và tiện lợi.